Sự thật về tổ chức Hoàng Cơ Minh Ngày tháng đền tội Cách đây gần 20 năm Ngày 28 tháng 8 năm 1987 Trên đường xâm nhập qua lãnh thổ nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào Để vào Việt Nam Nhằm thực hiện âm mưu bạo loạn lật đổ chính quyền nhân dân Hoàng Cơ Minh Nguyên phó đề đốc quân đội Sài Gòn Kẻ cầm đầu tổ chức gọi là Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam đã bị các lực lượng vũ trang cách mạng Lào phát hiện, truy đuổi và bắn bị thương tại vùng Bản Pon, xã Salavan. Sau đó, do lo sợ bị bắt cũng như đoán trước được kết cục dành cho mình, Hoàng Cơ Minh đã tự sát. Chiến dịch Đông Tiến 2. Sau khi chiến dịch Đông Tiến 1 tổ chức hồi tháng 8 năm 1986 thất bại, rồi bị cộng đồng người Việt hải ngoại vài trần âm mưu bịp bợm vì thực chất của chiến dịch này chỉ là đưa một nhóm tay chân về vùng rừng núi biên giới tiếp giáp giữa Thái Lan, Lào dưới vỏ bọc công nhân liên doanh lâm nghiệp và sau đó cho mặc quần áo rằn di vai đeo ba lô tay cầm súng lăn lê bò toải để quay phim chụp ảnh đưa về Mỹ tuyên truyền rằng mặt trận đã thành lập được nhiều khu chiến bên trong lãnh thổ việt nam thì hoàng cơ minh chủ tịch mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam từ đây gọi tắt là mặt trận hoàng cơ minh cùng đám tay chân thân tín nhận ra rằng trò lừa đảo của mặt trận đang có nguy cơ đổ bẻ nếu như trước kia hệ thống phở hòa là cơ quan kinh tài của mặt trận có chi nhánh trên nhiều tiểu bang của nước mỹ liên tục kêu gọi cộng đồng người Việt vào ăn phở để có phần ủng hộ kháng chiến. Thì nay dù thúc ép, thậm chí ham dọa, họ cũng chẳng vào. Những cuộc biểu tình do mặt trận tổ chức, người tham gia ngày càng thưa thớt. Đã thế trong nội bộ mặt trận lại xuất hiện sự chống đối, nhiều người thẳng thừng gọi tổ chức Hoàng Cơ Minh là kháng chiến tái nạn béo, Hoàng Cơ Minh là chủ tịch lửa. Vì thế ông Trùm quyết tâm tiến hành một chiến dịch nữa nhằm tạo tiếng vang và lấy lại uy tín hầu dễ bề quyên góp tiền bạc đầu tháng 7 năm 1987 y cho di chuyển khoảng 130 người cả số đang còn nằm tại biên giới Thái Lan Lào sau chiến dịch Đông Kiến 1 lẫn số từ Mỹ sang đến một khu rừng thuộc tỉnh ubon Thái Lan rồi móc nối với bọn thổ phỉ người Lào để thuê bọn này dẫn đường vượt qua đất Lào theo kế hoạch được Hoàng Cơ Minh đặt tên là Chiến dịch Đông Tiến 2 Nhóm chia thành 4 bộ phận Đó là Quyết đoàn Tiền Phương Gồm 40 tên Do Phan Thanh Phương làm Quyết đoàn trưởng Mỗi Quyết đoàn lại chia thành nhiều dân đoàn Mỗi dân đoàn gồm 9 đến 10 tên Có nhiệm vụ mở đường Quyết đoàn Bắc Bình gồm 29 tên Do Đình Bảy làm Quyết đoàn trưởng đi giữa Bộ chỉ huy chiến dịch gồm Hoàng Cơ Minh, Nguyễn Huy, Trần Khánh, Võ Hoàng là ủy viên trung ương mặt trận cùng một số chóp bu khác. Đi sau cùng là quyết đoàn anh dũng gồm 40 tên do khu Xuân Hưng làm quyết đoàn trưởng. Các quyết đoàn ngoài vũ khí cá nhân như súng AK, M16, lựu đạn, mìn Claymore còn có một hoặc hai khẩu súng B40, B41 và vài máy bộ đàm tầm hoạt động khoảng 3 km. Tất cả những thứ ấy bọn chúng mua lại từ các nhóm thổ phỉ Lào hoặc từ các chợ trời vũ khí dọc theo biên giới Lào Thái Lan. Riêng bộ chỉ huy của Hoàng Cơ Minh còn được trang bị thêm hai khẩu cối cá nhân M79. Quần áo giày dép mũ nón chúng sử dụng cũng vậy, hầu hết đều mua ở chợ trời biên giới với đủ chủng loại. Về lương thực, mỗi tên mang trên lưng 20 đến 30 kg gồm gạo, mì ăn liền, mắm muối, nổi niêu son chảo. Bên cạnh đó, các quyết đoàn còn được cấp một ít tiền kíp để mua lương thực nếu đi ngang qua thôn bản người Lào. Riêng các quyết đoàn trưởng và các ủy viên mặt trận, Hòa Cương Minh giao cho mỗi tên từ 2 đến 5 lượng vàng, một số USD và đồng bạc Thái Lan để hối lộ bộ đội Lào nếu bị bắt. Theo kế hoạch, cả bọn sẽ vượt sông Công sang tỉnh Salavan, miền nam nước Lào rồi từ đó dưới sự dẫn đường của 20 tên thổ phỉ Lào, chúng sẽ đi về tỉnh Xê Công và xâm nhập khu vực ngã ba biên giới thuộc tỉnh Con Tum Việt Nam. Tại đây chúng sẽ lập căn cứ tiến hành phục kích xe cộ, đặt mìn phá cầu, tấn công các đồn biên phòng Việt Nam để gây tiếng vang, tạo cơ hội cho bọn ở lại bên Mỹ thúc ép cộng đồng người Việt góp tiền ủng hộ. 23 giờ ngày 18 tháng 7 năm 1987, Nhóm Hoàng Cơ Minh lên đường Đi đầu là quyết đoàn tiền phương Càng đến gần biên giới Thái Lan Lào Bọn chúng càng hoang mang lo sợ Nhất là những tên chỉ huy các quyết đoàn Dân đoàn Vì chúng biết chuyến đi này Không phải để dàn cảnh quay phim Mà giữ nhiều lành ít Khi chỉ còn cách điểm tập kết Là bờ sông Mê Công ngăn đôi hai nước Lào Thái Lan Chừng 3 km Hoàng Cơ Minh sai quyết đoàn trưởng quyết đoàn tiền phương Phan Thanh Phương cử một dân đoàn đi trinh sát. Thế nhưng chín gã trong dân đoàn ấy chỉ đi khoảng 300 mét rồi lùi vào bụi rậm nằm chờ đến giờ quay về báo cáo. Tuy nhiên lúc quay về thì một tên trong dân đoàn bỗng dưng biến mất. Do quá sợ hãi, gã vứt bỏ toàn bộ lương thực xuống ống và dừng mò ngược trở lại. Rồi sau một thời gian sống chui lủi, khi nghe tin toàn bộ nhóm xâm nhập đã bị bắt hoặc bị giết gã giản về Campuchia, chạy xe ôm kiếm sống, cảnh mặt mặt trận tây giả. Tin một gã dân đoàn bỏ trốn được Phan Thanh Phương giấu kín vì sợ bị Hoàng Cơ Minh trừng trị. Mặc dù y rất lo gã kia ra hàng chính quyền, bộ đội, cách mạng Lào. Trong suốt ngày thứ hai, rồi ngày thứ ba của cuộc xâm nhập, Phương đứng ngồi không yên lúc nào cũng đâm nớp. Đám thổ vị Lào ở riêng một góc lo sợ không kém vì chúng được trả tiền để dẫn đường. Nhưng Hoàng Cơ Minh dùng rằng nửa đi nửa ở khiến chúng như ngồi trên chảo lửa. Chúng không biết Hoàng Cơ Minh đang chở một bộ phận nữa là đoàn đặc nhiệm do Nguyễn Quang Phục biệt danh là Hải Xăm cầm đầu. Đoàn đặc nhiệm này chỉ gồm 7 tên nhưng hầu hết đã từng tham gia các sắc lính trong quân đội Sài Gòn nên dạn dày kinh nghiệm được hoàng cơ minh đặc biệt tin tưởng thế nhưng lúc tin hải xăm không đến điểm hẹn vì bất ngờ lên cơn sốt rét và cả đoàn đặc nhiệm còn cách nơi tập kết khá xa nên hoàng cơ minh đành ra lệnh cho hải xăm khi nào hết sốt sẽ dẫn quân đuổi theo các quyền đoàn việc hải xăm bị sốt ít nhiều gây hoang mang trong hàng ngũ và có tin đồn truyền ta nhau rằng sốt chỉ là cái cớ để hải xăm được nằm lại Sầm tối ngày 20 tháng 7 năm 1987, Hòa Cơ Minh cùng bọn chúng nhắm hướng sông Mê Công thẳng tiến. Tại đây, nhóm thổ phỉ Lào đã thuê sẵn mấy chiếc ghe máy, mỗi chiếc có thể chở được 30 người, nên việc vượt sông diễn ra êm ả. À. Nhưng ở bờ bên kia là những vách đất cao, trơn trượt, nên đám quân phải mất hơn 10 phút mới chạy lên được. Sau này, khi bộ đội cách mạng Lào bắt, nhiều tên lính khai rằng tinh thần của hầu hết các dân đoàn viên đều dẻo dã ngay từ khi vượt sông và chúng cầu mong chỉ vào sâu trong đất Lào chừng vài cây số để quay phim chụp hình rồi rút về như chiến dịch trước. Thậm chí có tên trong khi trèo lên con dốc dựng đứng ở bờ sông đã lén vứt đi mìn lựu đạn và đạn. Có tên giả bộ ngã chật chân để mong được cho ở lại. Dân đoàn viên Nguyễn Văn Náo khai Lúc vượt sông Lợi dụng trời tối không ai để ý Tôi thả xuống nước hai băng đạn Và một quả lựu đạn Tôi tính nếu đụng trận Tôi sẽ tìm cách trốn về Thái Lan Vượt qua được bờ dốc Hoàng Cơ Minh cho cả bọn nghỉ đêm Bên các bụi tre Chúng ngủ chập chờn Trong tư thế ngồi co quắp Mờ sáng Sau khi nhai trẹo chảo nắm mì gói Vì không dám nổi lửa Chúng đi ngang qua một trảng lớn, cỏ mọc lưa thưa, rồi bắt đầu leo lên dãy núi đá, sườn núi đầy những bụi cây nhỏ lúp xúp. Đến 9 giờ, khi bọn chúng đang ở ngang lưng chừng núi thì bất ngờ trên trời có tiếng động cơ máy bay, rồi một chiếc máy bay trinh sát xuất hiện, khiến đám quân đứa lùi vào bụi cây đứa lăn ra đất nằm im như chết. Thoạt đầu Hoàng Cơ Minh cùng Bộ Chỉ huy nhận định đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Như khi thấy chiếc máy bay đảo đi đảo lại hai ba vòng, chúng liền đặt câu hỏi rằng đó chỉ là nhiệm vụ hàng ngày của không quân cách mạng Lào trên vùng biên giới hay là chúng đã bị lộ. Khoảng 10 phút sau, chiếc máy bay trinh sát biến mất, Hoàng Cơ Minh ra lệnh tiếp tục lên đường. Vì y tin rằng sự xuất hiện của chiếc máy bay chỉ là sự tình cờ. Các quyết đoàn dân đoàn lầm lũi bước đi, mắt giáo giác nhìn chung quanh. Gần tối khi đến cạnh một con suối lớn, Hoàng Cơ Minh cho dừng chân, bố trí đội hình phòng thủ và nấu cơm. Bữa cơm một phần ăn với mắm kem còn phần kia nắm lại để dành cho hôm sau. Bốn năm gá trong đó có Nguyễn Văn Dũng lén lút mang theo được mấy bi đông rượu từ đất Thái, giờ tụm lại dưới bụi cây chuyển tay nhau tù. Bị dân đoàn trưởng là Đỗ Bạch Thố phát hiện chửi bới. Dũng toan chụp khẩu M16 lia cho thố một băng Nhưng đồng bọn ngăn cản Sau này khi Dũng kiệt sức Chính tay đỗ bạch thố đã dùng dây dày Xiết cổ Nguyễn Văn Dũng đến chết Để trả thù hành động Dũng định bắn mình Sáng ngày thứ năm của chuyến xâm nhập Bọn chúng khởi hành sớm Lúc mặt trời lên Chúng nhận ra địa hình đang đi khá trải rộng Và nếu xảy ra đụng độ Sẽ chẳng khác gì với lưng dài làm biệt Hỏi nhóm thổ phỉ Lào dẫn đường Thì chỉ nhận được câu trả lời Là cứ đi tiếp Y như rằng khoảng 8 giờ sáng Ở cuối đội hình Bọn chúng bỗng vang lên từng đoạt súng Trận chạm súng Giữa bộ đội cách mạng Lào Và nhóm đi đoạn hậu diễn ra rất ngắn Cả hai bên không ai bị thương vong Nhưng chứng tỏ rằng Việc xâm nhập đã bị lộ Và điều này khiến tinh thần của hầu hết Bọn chúng đều hoang mang bất lợi hơn nữa là theo kế hoạch các dân đoàn quyết đoàn sẽ tìm cách tiếp cận với những bản làng người lào trên đường đi qua để mua thức ăn tươi cũng như tìm hiểu tình hình nhưng nay cuộc chạm súng đã khiến chúng phải lùi sâu vào rừng trong lúc gạo mì bắt đầu bơi dần đã vậy một số tên tử mỹ pháp nhật về do không quen với khí hậu địa hình không quen với cuộc di hành chỉ bằng đôi chân nên đâm ra cáu kỉnh Hầu như lúc nào cũng có những cuộc cãi vã Không ở dân đoàn này thì cũng ở quyết đoàn khác Hơn 100 tên xâm nhập nhưng chỉ có một y tá Các vết lở loét ở chân do giày thấm nước Vết rách ở tay ở cổ do đá cắt, gai cào, mũi đốt Vát cắn chỉ được rửa giấy băng bó sơ sài Nên nhiều tên bị nhiễm trùng Bước đi phải có kẻ sốc nách hoặc trông gậy sau cuộc chạm súng Hòa Cơ Minh hạ lệnh đi nhanh hơn Đến 4 giờ chiều Lúc lên tới một triển núi Và khi nhóm chuẩn bị dừng chân qua đêm Thì vài gã dân đoàn viên Thuộc quyết đoàn Anh Dũng Mò xuống những bụi tre phía dưới Kiếm măng tươi Chỉ vài phút sau đó Đột ngột tiếng súng AK nổ từng loạt dài Cùng với tiếng la hét inh ỏi Lúc bọn lấy măng tháo chạy về Kiểm điểm lại Thấy mất Nguyễn Văn Náo theo lời bọn chúng một toán bộ đội cách mạng lào đã bí mật bám theo rồi bất ngờ tập kích bắt sống nguyễn văn náo điều này rất nguy hiểm vì hoàng cơ minh nhận định nếu náo bị bắt toàn bộ kế hoạch xâm nhập cũng như lực lượng và trang bị vũ khí của cả đoàn coi như hoàn toàn bị lộ đã đâm lao thì phải theo lao quay về cũng giờ mà ở cũng không xong hoàng cơ minh ra lệnh đi tiếp đường đi càng lúc càng khó vì phải leo lên những tảng đá tảng nọ trồng tảng kia sầm tối khi toán đoạn hậu báo cáo không thấy dấu hiệu bộ đội cách mạng lào đuổi theo hoàng cơ minh mới dám cho dừng chân nấu cơm gần một con suối để đề phòng y chỉ thị cho các quyết đoàn trưởng từng dân đoàn lần lượt cử người xuống suối lấy nước chứ không đi đồng loạt lúc này nhiều bếp lửa đã được nhóm lên dân đoàn viên Trần Văn Thảo đang ngồi hong khô đôi giày thì phát hiện bóng người thấp thoáng. Gã hỏi lớn, ai đó? Phía bên kia đáp lại một chữ ngắn gọn nghe như tiếng Lào. Rồi lập tức hàng loạt đạn AK quạt xối xả vào đội hình bọn chúng kèm theo những tiếng nổ tức ngực của đạn B-40. Một quả B-40 nổ ngay cạnh bếp cơm của dân đoàn viên Nguyễn Văn Hòa khiến gã bật ngửa đầu tung tè máu đến lúc ấy cả bọn chúng vẫn không hay biết rằng chúng đã bị một tổ dân quân lào tuần tra biên giới phát hiện ngay từ khi chúng đang vượt sông mê công và bởi vì lực lượng ở khu vực đó mỏng hơn nữa chưa rõ nhóm vượt sông có phải là nhóm đi đầu mở đường cho những nhóm tiếp theo hay không nên một đội cách mạng lào quyết định chỉ cử một toán nhỏ bám theo trinh sát tìm cách bắt tù binh đưa về khai thác điều tra sau trận chạm súng đầu tiên kể từ khi nhóm đặt chân lên đất Lào, dẫn đến việc dân đoàn viên Trần Văn Áo bị bắt. Rồi tiếp theo là cuộc tập kích khiến dân đoàn viên Nguyễn Văn Hòa bị thương. Hoàng Cơ Minh cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch hiểu rằng yếu tố bất ngờ đã không còn nữa. Những kiểu chết điều trên đường xâm nhập. Điều nguy hiểm nhất là từ sự khai báo của Nguyễn Văn Áo, bờ đội cách mạng Lào hẳn sẽ biết rõ sự có mặt của hoàng cơ minh cũng như nhóm gồm bao nhiêu người vũ khí trang bị có những gì tình hình lương thực ra sao dĩ nhiên họ cũng thông báo cho chính quyền việt nam biết về mục đích của nhóm và như vậy hoàng cơ minh bị đặt vào thế lưỡng đầu thọ địch một điều bất lợi nữa theo hợp đồng thì nhóm thổ phỉ đạo theo hợp đồng thì nhóm thổ phỉ Lào sẽ chỉ dẫn đường cho bọn chúng đến địa phận tỉnh Salavan, tiếp giáp tỉnh Sê Công vì chúng không dám đi sâu vào hơn. Nghe chúng trao đổi với nhau, Hoàng Cơ Minh biết rằng chỉ nội ngày mai nhóm thổ phỉ Lào sẽ rút. Tuy nhiên, từng là phó đề đốc trong quân đội Sài Gòn, Hoàng Cơ Minh ít nhiều cũng hiểu về binh pháp. Tiến hành họp với bộ chỉ huy, y vạch ra chiến thuật, tường kế tiểu kế tức là cho Nguyễn Văn Hòa cùng Chủ tịch Mặt trận Quốc nội Nguyễn Thế Minh theo nhóm thổ phỉ Lào quay lại Thái Lan. Động tác này có thể khiến toán trinh sát của bộ đội cách mạng Lào tưởng lầm là bọn chúng từ bỏ ý đồ xâm nhập và sẽ chỉ bám theo tấn công nhóm thổ phỉ chứ không tiếp tục truy đuổi. Như thế nhóm thổ phỉ và Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thế Minh sẽ trở thành mồi nhử, thành bia đỡ đạn cho cuộc đồng tiến. Đêm hôm đó, bọn chúng không dám nổi lửa nấu cơm mà chỉ nhai mì sống cầm hơi. Mờ sáng khi sương mù còn dày đặc, cả bọn lên đường khiêng theo Nguyễn Văn Hòa trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh bị mất máu. Đến trưa, tên cầm đầu nhóm thổ phỉ sau khi Hoàng Cơ Minh xem lại bản đồ thì gã đồng ý cho Nguyễn Văn Hòa và Chủ tịch Mặt trận Quốc nội Nguyễn Thế Minh theo chúng quay lại biên giới Lào-Thái Lan. Nhưng rất nhiều năm sau đó chẳng ai còn được nghe bất cứ một thông tin gì về Minh và Hòa. Mãi đến năm 1998, một thông tin nhỏ mới được tiết lộ trên một tờ báo của người Việt ở Mỹ. Ấy là một nông dân Lào khi vào rừng chặt cây làm nhà, đã gặp bọn thổ phỉ đang rút lui. Nghe chúng nói chuyện rằng tự dưng lãnh cách của nợ phải khiêng là Nguyễn Văn Hòa, nên chúng giết y chết mà nếu đã giết hòa chết thì dĩ nhiên phải giết cả nguyễn thế minh trở lại chuyện xâm nhập khi bọn thổ phỉ vừa đi khỏi hoàng cư minh cho các quyết đoàn giải ra hình thành những cụm phòng ngự với mệnh lệnh súng ống trên tay sẵn sàng chiến đấu không nấu cơm không ra suối lấy nước không răng võng hay dựng lều suốt buổi chiều rồi cả đêm bọn chúng thức trắng trong tâm trạng lo âu vì sợ bị tập kích Gần sáng, nghĩ là đã đánh lừa được Toán truy đuổi, cả bọn lục tục kéo nhau lên đường. Đi khoảng 30 phút, Quyết đoàn trưởng Quyết đoàn Anh Dũng là khu Xuân Hưng nhận được tin báo rằng dân đoàn trưởng Hà Hoài Dũng đã bỏ trốn cùng với chiếc ba lô đựng tiền vàng của Quyết đoàn. Đây là trường hợp bỏ trốn thứ hai khiến khu Xuân Hưng rất hoang mang vì từ lâu Hà Hoài Hùng vẫn được Hoàng Cơ Minh tin cậy. Vì thế một mặt gã cử người lên bộ chỉ huy báo cáo cho Hoàng Cơ Minh. Mặt khác gã sai bốn dân đoàn viên quay lại tìm Hùng với mệnh lệnh. Nếu không gọi về được thì cứ lấy chiếc ba lô rồi bắn bỏ. Nhưng bốn gã dân đoàn viên vừa quay lưng thì có tiếng AK và B40 nổ dồn dập ở phía xa. Điều này chứng tỏ bộ đội cách mạng Lào vẫn bám theo nhóm. Và Hà Hoài Hùng trên đường bỏ trốn đã gặp họ. Từ đó cho tới khi bị đánh tan tác không còn ai nghe được tin tức gì về Hà Hoài Hùng. Đã là ngày thứ 10 của cuộc xâm nhập mà nhóm vẫn chưa đến được tỉnh Xê Công. Vì thiếu người dẫn đường, sự di chuyển dựa vào tấm bản đồ do quân đội Mỹ vẽ từ năm 1972. Vì thế có những đoạn chỉ cần lội suối khe rồi đi vòng chừng 6 tiếng là đã vượt qua dãy núi, nhưng chúng lại phải leo trèo suốt 2 ngày lương thực càng lúc càng cạn bữa cơm một phần gạo thì có đến ba phần củ rừng quần áo không giặt nên bốc mùi hôi hám hầu hết đều bị ghẻ do mũi đốt vắt cắn việc hà hoài hùng bỏ trốn rồi sau đó súng nổ khiến hoàng cơ minh hiểu rằng kế ly gián đã thất bại trước ngày lên đường tin tình báo của nhóm thổ phỉ lào cho biết trên địa bàn tỉnh sa la van bộ đội cách mạng lào có khoảng một trung đoàn chưa kể dân quân du kích địa phương. Quân số một trung đoàn khoảng gần 3.000 người được trang bị tiếp tế đầy đủ. Trong lúc nhóm chỉ hơn 100 tên nên nếu chạm nhau trực diện thì chết là cái chặt. Sáng ngày thứ 12, trong lúc các dân đoàn viên kẻ loay hoay tháo võng kẻ nấu cơm thì bất ngờ có tiếng súng nổ dồn dập từ phía quyết đoàn đi đoạn hậu. Lợi dụng lúc bọn chúng đang chuẩn bị di chuyển Toán trinh sát bộ đội cách mạng Lào bất ngờ tập kích, rồi nhanh chóng biến mất. Kiểm điểm lại, chỉ có Huỳnh Văn Tiến bị thương nặng, bị mảnh B40. Y tá Lý Hổ đưa gọi đến, nhưng trước khi đến, ủy viên trung ương mặt trận Nguyễn Huy kéo Lý Hổ ra mặt góc nói nhỏ vài câu. Băng vết thương cho Tiến xong, Lý Hổ trích cho gã một mũi thuốc. Vài phút sau, Tiến nấc lên, mắt trận ngược. Lúc này cả nhóm thuộc quyết đoàn anh Dũng đều biết rằng Nguyễn Văn Tiến đã bị trích thuốc cho chết để khỏi trở thành gánh nặng cho cả đoàn. Xác Nguyễn Văn Tiến bọc trong mảnh ni lông kéo lá rừng phủ lên vì chẳng còn thời gian đảo huyệt. Tài sản của Tiến mỗi gã lấy một vài món riêng phần cơm mà lẽ ra sẽ chia cho Nguyễn Văn Tiến ăn bữa sáng thì dân đoàn viên thạch chen bỏ ngay vào trong ba lô. Sau khi bị tập kích, bọn chúng được lệnh đi nhanh hơn, nhưng tốc độ xem ra cũng chỉ được khoảng 3 km mỗi giờ. Một phần vì địa thế hiểm trở, phần nữa vừa đi vừa dò dẫm. Suốt buổi sáng, tình hình yên tĩnh, nhưng đến giữa trưa, đột ngột từng loạt đạn súng cối nổ tung giữa đội hình quyết đoàn anh dũng. Lúc này bọn chúng đang ở trên một đỉnh núi. Trong những ngày cuối cùng của chiến dịch Đông Tiến 2, nhóm Hoàng Cơ Minh chỉ còn chưa đầy 40 tên. Hầu hết đều bị thương hoặc kiệt sức bị đói. Lương thực mang theo cạn kiệt nên nhiều tên dù muốn trốn cũng chẳng biết về đâu. Hơn nữa các bản án tử hình mà Hoàng Cơ Minh thi hành với đồng bọn khi phát hiện âm mưu đảo ngũ đã làm bọn chúng kinh sợ. Ngày tàn của bọn xâm nhập Trước khi chiến dịch Đông Tiến 2 bắt đầu, Hoàng Cơ Minh quyết định giết bác sĩ Nguyễn Hữu Nhiều ngô trí dũng vì cho là chống đối giết trần tuyết ánh a Hừng, bùi duy hiền lưu tuấn hùng võ sĩ dũng đào văn lâm do nghi ngờ bỏ trốn giết thạch kim ca trần tự nhiên vì nghi là nội gián trên đường hành quân hoàng cơ minh còn cho các quyết đoàn trưởng dân đoàn trưởng được quyền giết những tên thương binh như nguyễn văn dũng nguyễn anh điền nguyễn văn hiếu nguyễn văn hòa hoặc bỏ mặc nằm chết giữa rừng để khỏi phải kiên cáng. Ngay cả Lê Hồng, bí danh Đặng Quốc Hiền, cựu trung tá nhảy dù quân đội Sài Gòn, được minh phong là thiếu tướng tư lệnh quân kháng chiến, cũng bị Hoàng Cơ Minh giết vì đã dám chất vấn minh về những mờ ám trong việc sử dụng tiền. Sáng 24, nghĩa là đúng một tháng 6 ngày, kể từ khi chiến dịch Đông Tiến Hai bắt đầu, bọn chúng tiến gần đến bản phón thuộc xã Salavan. Đêm hôm trước lại có thêm ba tên bỏ trốn là Phạm Hoàng Tùng, Hà Văn Lâm và Đặng Quốc Hùng. Trốn khoảng nửa ngày, chúng gặp Nguyễn Văn Thông cũng đang trốn, nên cho đi cùng. Lúc đi, hai măng Phạm Hoàng Tùng bị lạc, rồi bị bộ đội cách mạng Lào bắt sống. Hai ngày sau, ba tên còn lại cũng vào chạy giam. Trở lại chuyện ở bản Phón, từ trên đỉnh núi nhìn xuống thấy mấy nông nhà đinh văn bé khi đó được đưa lên làm quyết đoàn trưởng đã đề nghị hoàng cơ minh cho hai dân đoàn viên vào bản mua lương thực với mệnh lệnh không mua được thì cướp tài sản duy nhất mà chúng chỉ còn lại là năm chỉ vàng do hoàng cơ minh giữ được lấy ra đưa cho trần văn yên và huỳnh văn miền cũng cần nhắc lại khi thành lập mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam bên cạnh hệ thống kinh tài là một chuỗi những tiệm phở hòa hoàng cơ minh và bọn cầm đầu như hoàng cơ định phạm văn liễu nguyễn kim còn tổ chức nhiều đợt quyên góp trong cộng đồng người việt hải ngoại dưới chiêu bài ủng hộ kháng chiến và nếu ai không đóng góp thì bọn chúng chụp cho cái mũ cộng sản nằm vùng rồi cho tay chân hành hung ham dọa thậm chí ám sát mà cụ thể là giết vợ chồng nhà báo lê chiết khi chiết cho đăng loạt bài vạch trần sự bị bậm của mặt trận hoàng cơ minh tổng số tiền bọn Hoàng Cơ Minh thu được theo số liệu của cục điều tra liên bang và sở thuế Mỹ sau này là khoảng 10 triệu USD. Phần lớn số tiền ấy ngoài việc chui vào túi bọn cầm đầu, chúng còn dùng để ăn chơi du hí ở Nhật, Pháp, Thái Lan, Đức bằng hình thức đi công cán, cũng như để mua lương thực, vũ khí, mua vàng cho các chiến dịch đồng tiền. Sau khi chiến dịch bị đánh tan, Hoàng Cơ Minh phải đền tội một số tên cầm đầu còn lại lặng lẽ lấy tiền chia nhau mua cổ phần trong những công ty chứng khoán hoặc lập những đội tàu đánh cá và nó nghiễm nhiên trở thành tài sản riêng. Cầm năm chỉ vàng, Trần Văn Yên và Huỳnh Văn Miền xuống núi nhưng mới đi chưa được 50 mét một loạt đạn AK vang lên đanh gọn khiến Trần Văn Yên chết ngay. Cùng lúc tứ bề súng nổ giòn cả tiếng AK lẫn tiếng đạn cối đạn sơn phào Quỳnh Văn Miền lùi vào một hốc đá Dơ khẩu M16 lên đầu Bắn bừa Ở phía trên Hoàng Cơ Minh lăn xuống khe suối cạn Cánh tay trái máu tuôn suối xả Vì mảnh đạn cối ghim phạt Trên gành đá bên bờ suối Dân đoàn viên tạ hoàng thiện Lãnh nguyên một trái M79 Nổ túc vào mặt Lẫn trong tiếng súng nổ Là tiếng quát gọi hàng Của bộ đội cách mạng Lào Trần Đế quyết đoàn phó quyết đoàn cải cách dẫn bốn dân đoàn viên vừa bắn loạn xạ vừa lùi xuống khe suối cạn nơi Hoàng Cơ Minh đang nằm lăn lộn. Chưa kịp đặt chân xuống lòng suối lộn nhồn đá củ đậu, dân đoàn viên Nguyễn Văn Sĩ đã ngã bổ ngửa ra, máu từ ngực phun ra thành tia. Còn dân đoàn viên Ngô Tấn Nghiêm, chân phải đứt tới háng, chỉ còn dính lại bằng màu da lủng lẳng. Cạnh đó, ủy viên Trung ương Mặt trận Trần Khánh nằm chết. Khoảng 40 phút sau, tiếng súng im hẳn. Bọn chúng chết sáu, bị thương ba, còn vài tên bỏ trốn hoặc chạy lại. Thuốc men hầu như chẳng có gì, nên cánh tay Hoàng Cơ Minh chỉ được băng bó bằng một miếng rẻ, sẽ ra từ chiếc khăn dặn cuốn cổ. Kiểm điểm lại, chúng chỉ còn 26 tên, trong đó 4 tên không có vũ khí, vì chúng đã vứt bỏ khi thao chạy. Đạn dược cũng thế, mỗi tên chỉ còn chừng 3 băng với vài quả lựu đạn. Bên bờ suối tiếng rên của Ngô Tấn Nghiêm Lúc nghe như con lợn bị dọc tiết Lúc chỉ ư ử trong cuốn họng Nhưng chẳng tên nào còn đủ tinh thần Để kết thúc nỗi đau đớn cho mình Cái chết của Trần Khánh Khiến Hoàng Cơ Minh mất tinh thần Đây là lần đầu tiên Bọn chúng nhìn thấy Hoàng Cơ Minh Mặt tái mét tay run rẩy Mắt mờ trừng trừng Nhìn xác Trần Khánh Là nhân vật thứ hai Chỉ đứng sau Hoàng Cơ Minh Trong chiến dịch đồng tiến Phụ trách tâm lý chiến Trần Khánh còn có bí danh là Trần Thiện Khải, một thời gian dài chỉ huy và điều hành đài phát thanh kháng chiến đặt trên đất Ubon Thái Lan. Tư nhận là mình có họ hàng với nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tức ca sĩ Nhật Trường. Khánh đã sáng tác một số bài hát nhằm lên dây cót tinh thần cho đồng bọn. Những gã bị bắt sau này cho biết Trần Khánh có tác phong quân phiệt, thường xuyên la hét đánh chửi chiến hữu. Trong suốt thời gian thực hiện chiến dịch Đông Tiến hai cho đến khi chết, Khánh đã trực tiếp hạ lệnh cho các dân đoàn quyết đoàn giết chết ít nhất là 7 tên đồng bọn bị thương, đồng thời bỏ rơi hàng chục tên khác khi thấy chúng kiệt sức. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng đằng hạt. Lợi dụng thời tiết, Hoàng Cơ Minh ra lệnh cho bọn chúng nhanh chóng rời con suối lúc này đã bị ngập nước, bỏ mặc ba tên bị thương nằm lại với đất trời. Sầm tối chúng phát hiện ra một hang đá cả bọn chui vợ ẩn náu. Nếu không kể những tên từ Mỹ, Pháp, Nhật, Đức về thì hầu hết dân đoàn viên đều là những tên vượt biên. Trong đó không ít là các sắc lính quân đội Sài Gòn vào trại tị nạn CQ ở Thái Lan rồi được Hoàng Cơ Minh tuyển mộ với lời hứa sẽ cho đi định cư tại Mỹ sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến giờ phút này chẳng tên nào còn nghĩ đến giấc mơ được tới nước Mỹ mà chỉ mong thoát khỏi vòng vây của bộ đội Lào. Trước lúc lên đường, chúng bóp nhỏ những gói mì, nhét xuống đáy ba lô. Thịt gà, thịt heo chúng sẽ nhỏ, rang tận mặn rồi ém chặt. Bây giờ vét kỹ còn được vài nắm nên chúng hứng nước mưa, nấu thành một thứ canh lõng bỏng chia nhau hút. Mưa suốt cả ngày hôm sau và có lẽ cơn mưa cũng gây khó khăn cho bộ đội cách mạng Lào nên chúng tạm thời yên ổn đói quá một vài tên liều mạng bò ra ngoài hái mấy lá rau rừng về luộc tâm trạng tuyệt vọng khiến cho cả bọn hầu như chẳng còn suy nghĩ gì nữa chúng đốt lửa sáng rực vừa để hong khô những bộ quần áo vừa đỡ lạnh vết thương trên cánh tay nhiễm trùng khiến hoàng cơ minh lên cơn sốt y nằm co quắp trong một góc chẳng chiến hữu nào còn để y đến y tất cả chỉ lo mạng sống của mình nhiều tên thì thảo với nhau rằng nếu bộ đội Lào đánh vào, chúng sẽ đầu hàng hết. Sáng 28 tháng 8 trời tạnh, khoảng 9 giờ, Hoàng Cơ Minh ra lệnh lên đường. Trước lúc di chuyển, Y nói với đám tàn quân rằng ai có thể quay về đất Thái thì cứ về. Chẳng phải Y tốt lành gì, nhưng có lẽ Y nghĩ đến phát súng ân huệ của đồng đội. Khi cánh tay Y sưng to vì nhiễm trùng, đi vào chống gậy. Nhưng về thế nào được nữa khi tấm bản đồ duy nhất đã nằm cùng với xác Trương Ngọc ni Cả bọn dò dẫm ra khỏi cửa hang. Sau cơn mưa, vắt xuất hiện nhiều, vươn mình bám chặt vào những ống chân khẳng kêu ghẻ lở. Nhưng chẳng tên nào có tinh thần đâu mà gỡ. Võ Hoàng, Tổng thư ký Hội văn nghệ sĩ mặt trận, kéo dân đoàn trưởng Võ Văn Tuấn lùi lại phía sau. Vừa bước vừa hỏi nhỏ, nếu quay lại Thái Lan thì đi đường nào? mất bao nhiêu ngày. Tuấn giáo giác nhìn quanh như sợ có người nghe thấy, rồi bẫy dân đoàn viên Nguyễn Linh lên. Hồi trước nghe nói mày đi khai thác gỗ ở Lào phải không? Linh gật đầu. Dạ em đi tuốt từ gần biên giới Thái Lan, rồi em chạy qua đó xin tị nạn luôn. Vậy mày còn nhớ đường không? Nếu đi đường từ Quảng Trị lên thì em nhớ, chứ đường này lạ quá. Thái Lan nằm phía Tây, là sau lưng mình. Võ Văn Tuấn gừ gừ trong cuống họng. Thôi, nghe thì biết vậy thôi. Họ hé ra là mày chết trước. Từ bây giờ mày đi sát với tao. 9 giờ 30 sáng, trời không có nắng nên quang cảnh vẫn âm u. Đám tàn quân nặng nề lê bước, nhưng không phải là tàn ra theo đội hình vừa đi, vừa sẵn sàng nổ súng như những ngày đầu, mà co cùng lại với nhau. Qua một trảng cỏ tranh chống trải, chúng cũng chẳng buồn ngụy trang vì đối với nhiều tên trong bọn cái chết lúc này chính là sự giải thoát còn bị bắt thì coi như được sinh ra lần thứ hai mặc dù hoàng cơ minh đã tuyên bố cho phép đám quân được trở lại đất thái lan nhưng chẳng tên nào dám công khai quay lưng bởi lẽ đường xá không dành lương thực không có lại thêm một đội cách mạng lào lúc ẩn lúc hiện nên chúng chẳng còn cách nào khác hơn là bám theo bày đạn sau này trong trại giam dân đoàn viên nguyễn văn đức kể lại kể cả hoàng cơ minh chẳng ai còn tinh thần và cũng chẳng ai có một tí hy vọng gì về cuộc đông tiến trước lúc lên đường ông minh nhiều lần thao thao bất tuyệt về khu chiến quốc nội về các đường dây xâm nhập về các trạm dưỡng quân đã được thiết lập từ nhiều năm trước thực tế cho thấy hoàng cơ minh chỉ giỏi nói dóc đánh lửa khi được chừng một km lúc đầu cả bọn đang dò dẫm bước xuống những tảng đá trơn trượt thì súng lại nổ võ hoàng tổng thư ký hội văn nghệ sĩ mặt trận bị một quả M79 vào đầu nguyễn văn đầu tên còn khỏe nhất đeo ba lô đựng quần áo tài liệu của hoàng cơ minh lĩnh nguyên một loạt AK vào bụng quyết đoàn phó trần đế vừa dâng súng bắn bừa vừa kéo hoàng cơ minh xuống con suối cạn là điểm tiếp giáp giữa hai ngọn núi dân đoàn trưởng Đinh Văn Bé có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Cơ Minh và Nguyễn Tấn Phát. Dân đoàn viên nhỏ tuổi nhất mới có 16 tuổi cũng vội vã lao theo. Bộ đội cách mạng Lào tràn xuống tiếp tục bắn dân đoàn phó Nguyễn Vĩnh Lộc, trúng đạn, dãy đành đạch. Dân đoàn trưởng Võ Văn Tuấn ngã gục như thân chuối bị phạt ngang. Biết là chẳng còn làm gì được nữa, Hoàng Cơ Minh rút khẩu súng ngắn, Bồ Ninh đeo bên mình, kê lên Thái Dương bóp cỏ tự sát ủy viên trung ương Nguyễn Huy cũng tự sát. Riêng Lưu Minh Hưng, ủy viên mặt trận, khi vừa buông chốt quả lưu đạn ra, định ném thì bất ngờ lưu đạn nổ. Cả nửa thân trên của Hưng chỉ còn là một nhúm thịt bầy nhảy. Sáng ngày 1 tháng 12 năm 1987, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử những tên trong nhóm Hòa Cơ Minh do Chính phủ Nhân dân Cách mạng Lào chuyển giao vì mục tiêu của chúng là xâm nhập bạo loạn lật đổ nhà nước Việt Nam. Chúng đã lĩnh án từ 3 năm tù đến trung thân. Tổng cộng trong số 130 tên xâm nhập có 83 tên chết, 19 tên bị bắt. Số còn lại bỏ trốn khi đang trên đường xâm nhập. Năm 1990, khi tình hình Liên Xô và các nước Đông Âu có nhiều biến động, ý hưởng tưởng rằng thời cơ đã tới, quyết đoàn trưởng mặt trận Hoàng Cơ Minh là đảo Bá Kế nguyên sĩ quan binh chủng nhảy dù quân đội Sài Gòn đã dẫn 30 tên mở cuộc đông tiến ba nhưng cũng như nhóm do Hoàng Minh Cơ cầm đầu chiến dịch đông tiến ba bị đánh tan tác nhiều tên chết nhiều tên bị bắt trong đó đào cây bính thì lĩnh án tù trung thần